Anh ấy, anh cho em xin tên nhỉ? Kiên. Anh Kiên ở đâu ạ? Ba Phú Thọ. Dạ vâng. Hôm nay thì anh Kiên ở Thanh Ba Phú Thọ là về bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là ký duyệt một chiếc sập thờ gỗ mít này chân 22. Đây toàn bộ là phần dạ, phần chân đây. Là anh Kiên đây thì còn anh phần mặt ở trong này. Nên hơi ổn một chút ở ngoài xưởng. Ở phía bên ngoài xưởng này thì hiện tại nó có rất là nhiều sập quý vị ạ. Rất là nhiều sập ngồi đây. Một chiếc sập hương đá sơn này đang hoàn thiện này. Đây, sập những khúc này, sập này. Sơn sập này. Cái này là vẫn còn thiếu cái này nữa. Vâng. Mặt vẫn chưa hoàn thiện hết, nhìn anh chỉ còn mọc còn thiếu một số chi tiết đấy. Ok mọi người nhé. Xin chào mọi người.